tập học viết số 8. Và hôm nay là lần đầu tiên Thảo My viết số 8 các bạn ạ. Yeah. Thảo My đang viết số 8 thì tự dưng có một bạn lò xo con cún con của Thảo My xuất hiện. Và Thảo My kia lò xo kia rồi. Bạn lò xo của Thảo My rất thích Thảo My, mỗi lần Thảo My học thì lò xo lại đi vào xem Thảo My học thế nào. Lò xo kia rồi. Lò xo. Bạn lúc đồ này được đặt tên là lò xo. Mỗi lần Thảo My học thì nó lại đứng ở chầu kia. Học đấy con. Đợi Thảo My học xong thì nó mới chạy vào để chơi với Thảo My.